mừng Daikin 100 năm bùng nổ đam mê, trao ngàn quà tặng. Daikin hân hạnh đồng hành cùng Highline Ngoại Anh trên cả cộng Sport. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị cùng đến với những hình trực tiếp từ sân vận động Amex, sân nhà của câu lạc bộ Brighton. Và ngày hôm nay họ sẽ tiếp đón một đại diện của London, một đội bóng đang trong cuộc đua tam mã, đó là Arsenal, trong trận đấu thuộc vòng 32 Ngoại hạng Anh mùa giải 2023-2024. Thường và Daniel Welbeck sẽ gặp lại đội bóng cũ. Martin Odegaard mang vào đội trưởng. Saka, Jesus sẽ là đôi cánh để hỗ trợ cho Kai Havertz. Odegaard đánh đầu, không vào. Các cầu thủ Arsenal và di chuyển khôn ngoan để phá bẫy việt vị, mặc dù hàng phòng ngự của Brighton rất kỷ luật, đứng ở một vị trí cao. Tốc độ tốt của Lamptey, tuyệt vời. Một pha phối hợp rất rõ nét của Brighton, được dứt điểm bởi Enciso. Cánh phải của Brighton hứa hẹn sẽ là một Gino. Khá hay, không hề quý vị. Bukayo Saka, Declan Rice đang xin bóng. Saka, không vào. Có khá nhiều lựa chọn cho Bukayo Saka ở trong tình huống vừa rồi. Một pha quạt sang cái chân trái sở trường. Và một tình huống dứt điểm cũng là hợp lý ở trong pha bóng này. Saka cũng đang có một mùa giải thăng hoa cùng với Arsenal khi anh đang là cầu thủ góp công bàn và 8 kiến tạo. Vẫn đang là Saka, Jesus dứt điểm, không vào. Của Gabriel Jesus, Virgil đã bay người kịp thời. Mới đây nhất thì Virgil cũng đã được đề cử vào một pha cứu thua. Đường chuyền hay, đánh đâu, không vào. Một pha phối hợp rất đa dạng của pháo thủ. Kai Havertz di chuyển để cố gắng phá bẫy việt vị và đưa ra một đường chuyền. Anh đã nhìn thấy Jesus từ phía ngoài, nhưng đã có một đường chuyền để căn đà di chuyển của tiền đạo người Brazil rất vừa tập. Đường chuyền dài lên rất chính xác, Adigra. Đội bóng gọn gàng, Adigra dứt điểm. Không có nhiều sự lựa chọn cho Adigra ở tính băng lên. Một pha mở bóng rất hay của Lewis Dunk. Daniel Warwick, một pha băng vào bóng vừa rồi. Lamptey đã xuất phát sau và rõ ràng Zinchenko có lợi. Gabriel Jesus, Jesus đã ngã và penalty. Trọng tài John Brook không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Đây là quả phạt đền thứ 5 ở mùa giải năm nay mà trọng tài John Brook đã bắt. Không có gì phải bàn cãi cả. Pha phạm lỗi khá rõ ràng của Lamptey. Jesus quá nhanh. Điểm va chạm của Lamptey với Jesus là ở trong khu vực 16m50. Bukayo Saka, 1-0 cho Arsenal. Có thêm một lần nữa trong năm 2024 này thì Arsenal lại vươn lên dẫn trước khi thi đấu ở sân khách. Một pha đánh lừa thủ thành đối phương.
Và quả thực nếu có bay đúng hướng ở trong tình huống này cũng sẽ rất khó cản phá cú dứt điểm của Bukayo Saka. Bóng đi sát sạc cột dọc. Pháo thủ vẫn chưa bị dẫn trước một phút nào trong 5 trận đấu sân khách ở giải bóng đá Hoàng Anh tính riêng trong năm dương lịch 2024 này. Rất nguy hiểm. Đây là tình huống trước đó mà Lewis Đăng đã hơi thiếu tập trung, và suýt chút nữa thì Kai Havertz đã có được pha lập công. Kai Havertz đã giạt ra cánh. Vẫn đang là Kai Havertz. Đấy đâu! Một chiều cao quá ấn tượng, nhưng Gabriel Jesus ở trong tình huống này cũng đã có những bước di chuyển rất thông minh. Làm tì hai lần ngoái lại để biết rằng đối thủ của mình ở phía sau lưng, nhưng anh vẫn bị thua thiệt. Martin Odegaard. Một pha dứt điểm khá bất ngờ của Martin Odegaard. Một cú kéo bóng và dứt điểm ngay bằng chân phải. Jorginho đường chuyền vào. Đó là sự kết hợp của hai cầu thủ từng khoác áo Chelsea. Saka đã bị đau nhưng trận đấu vẫn đang được tiếp tục và không hề có lỗi việt vị của Jorginho. Một pha di chuyển rất khôn ngoan của Kai Havertz. Và quan trọng là Jorginho cũng đã chờ đúng nhịp, đúng thời điểm để có thể tạo ra được một đường chuyền rất vừa tầm so với đà băng vào của người đồng đội. Kai Havertz từng tâm sự rằng anh đã gọi điện cho chính Jorginho để hỏi về cuộc sống ở Arsenal và sau đó mới có quyết định để chuyển tới của Brighton dâng cao. Thì đây là những khoảng trống. Trossard. Một pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Trossard. Bóng đi không quá căng nhưng hiểm hóc. Thủ thành Verbruggen đã phải trổ tài ở trong tình huống này. Đây là tình huống phản công dành cho Arsenal. Trossard đối mặt. Trossard 3-0 cho Arsenal. Và đây sẽ là dấu chấm hết cho đội chủ nhà Brighton trong những tình huống phản công, nhưng họ không có cách nào khác cả. Một pha xử lý không gọn gàng, bắt nguồn từ đường chuyền có phần hơi mạnh của đội trưởng Lewis Dunk. Chính Park Kang-wook, một trong những cầu thủ kỳ cựu của Brighton, đã để mất bóng. Pha bấm bóng rất kỹ thuật của Trossard. Anh đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Một bản hợp đồng trị giá 27 triệu bảng nhưng mang lại rất nhiều giá trị cho Arsenal khi Trossard không mất thời gian để làm quen với giải bóng đá Hoàng Anh. Declan Rice. Vẫn là Declan Rice. Một quả đá phạt góc cho Arsenal. Một cú đẩy bóng từ phần sân nhà của Declan Rice. Tất nhiên khi tỷ số đã là 3-0 rồi và đây là những phút cuối trận, Declan Rice mong muốn có bàn thắng cho riêng mình là điều cũng dễ hiểu thôi. Rất trống trải Martinelli.
Pha bật nhảy là của Nketiah. Và hết giờ. Chiến thắng với cách biệt 3 bàn đã mang lại 3 điểm trọn vẹn cho Arsenal. Mừng Daikin 100 năm, quà trúng quà 100%. Daikin hân hạnh đồng hành cùng Highline Hoàng Anh trên cả cộng Sport.